vị vẫn giữ băng tầng 57.14 của đài VMTV và ngay sau đây là phần 2 của chương trình Cuộc sống tươi đẹp. Chúng tôi đã mời được hai vị khách mời rất là đặc biệt từ H&R Block đến để chia sẻ với quý vị những thông tin về mùa thuế năm 2019 cũng như năm 2020. Mr. Richard, I would like to ask you. Usually we have to go to one of the tax preparer to file our tax because we really don't know enough information to self-file. Then how can I know my tax preparer file my tax return correctly? Well, the first thing that you should do is to take care of yourself. One of the main things that you could do is look at your W-4. Your W-4 is what you file with your employer, and then they use that to calculate what your tax is going to be or what they withhold for tax. And 80%, the new tax law that went into effect in 2018, 80% of the people have not gone and redone their W-4. And it's only mandatory to do it if you change jobs. Mm-hmm. If you go to a new job, you're going to have to do a W-4. And so most people aren't doing that. So that's one way to help yourself. What happened was that there was a change to the withholding schedules, and what's happening now is a lot less tax is being taken out of people's paychecks. Mm-hmm. And so what we're finding is a lot of people are finding that they're owing money because they didn't, they didn't do anything in terms of looking at that. Mm-hmm. The second thing you can do is to be prepared when you go to your tax professional. Have all your documents ready, know what your documents are. I think Christine alluded to some of the things in terms of your W-2s mm-hmm. and all those documents are key. Then the next thing is who you're dealing with. One of the key questions you want to know is that person going to be around year-round to help me? Mm. Is there year-round availability? If you get a letter from the IRS, if you have a problem, anything that happens with the state of California, if you get any kind of letters or information from them where they're asking you questions or some issue, mm-hmm. can you go back to that person and have them fix it or help you with it? And a lot of the mom and pop establishments, a lot of the smaller establishments, they're open from January to April and then they disappear. Right. So one of the things that we're proud of at H&R Block is that we're available year-round. You'll be able to come into our offices and get help. I think Christine talked about the peace of mind. You can get the peace of mind from H&R Block, and we'll help you for free if you get the peace of mind. Mm-hmm. The other thing that we do is we have a satisfaction guarantee. We also have a maximum refund guarantee, and we also have a 100% accuracy guarantee. So those are the kinds of things that we provide to people, and those are the kinds of things you should be looking for when you're dealing with a tax preparer. I mean, that's obviously one of the things that we do. So thank you so much. Let me translate briefly to the audience. Cái thưa quý vị, Nam Yến có hỏi đó là hỏi ông Richard là làm sao để mà mình có thể biết được là cái người khai thuế cho mình á, là khai đúng cho mình, tại vì thường thường á, là mình sẽ không có tự khai thuế được mà mình phải đi ra ngoài nhờ một cái người khác. Thì ông Richard ông nói á, cái đầu tiên là mình phải chuẩn bị, có nghĩa là khi mà mình thay đổi job hoặc là mình có một cái gì đó thay đổi trong gia đình của mình thì mình nên điền lại cái tờ W-4, có nghĩa là cái tờ mà mình khai là mình là single hay là marriage hay là cái gia đình của mình có bao nhiêu người, để mà họ lấy cái thuế của mình đúng khi mà họ trả lương cho mình. Cái điều tiếp theo đó là mình cần phải chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ, thì lúc nãy chị Phương Thư cũng có nói là tất cả những cái giấy tờ mình cần phải đem theo khi mà mình khai thuế, tại vì nếu mà mình không đem đầy đủ giấy tờ thì cái người khai thuế của mình sẽ không biết được đầy đủ những cái thông tin để mà họ khai cho nó chính xác. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là khi mà mình chọn cái người khai thuế cho mình là mình phải chọn cái người nào mà lúc nào cũng có, để mà ví dụ có một cái điều trục trặc gì xảy ra thì mình có thể đến cái người đó để mà mình nhờ họ giúp đỡ. Tại vì có đúng là như vậy, là có một số những cái chỗ khai thuế họ chỉ mở cửa season thôi, có nghĩa là từ tháng 1 cho tới tháng 4, sau đó họ đóng cửa. Vậy thì what if mà tháng 7, tháng 8 mình nhận được một cái lá thư của IRS, mình sẽ đi đâu để mà hỏi hoặc là nhờ sự giúp đỡ? Thì ông Richard nói là nếu mà quý vị tìm những cái nơi khai thuế thì nên tìm những cái nơi mà họ mở cửa, lúc nào cũng mở cửa quanh năm suốt tháng, để có gì thì mình đến để mà mình nhờ sự giúp đỡ của họ. Thank you so much for the very helpful information, because I know that I'm the one who did not file the W-4. And one of the tricks is when I filed a W-4, because my husband and I, actually I'm W-2, but my husband's self-employed, so he really didn't pay a lot of tax. So when I filed my W-4 as a married woman with dependent, they withdraw very little money. So at the end of the year, we pay a lot of tax out of our pocket. So my trick is I filed as a single, so they withdraw more tax. But now my husband changed and he become W-2, so I should change my tax because they would just too much money. Oh, actually, thật ra là Thư muốn chia sẻ với mọi người cái đoạn này. Có nghĩa là như vậy. Cái W-4 hồi có nghĩa là trước khi cái luật thuế mới của Tổng thống Trump có hiệu lực á, thì cái W-4 nó sẽ dựa vào số lượng dependents và exemption để mình tính, có nghĩa là lúc đó họ sẽ gọi là exemption and allowance. Nhưng mà sau khi mà cái luật thuế mới có hiệu lực á, thì bây giờ sẽ không có tính con số nữa mà sẽ tính số tiền. Có nghĩa là các form nó là như vậy, mình đây. Cái form này á, là các form W4 mà mình dành, có nghĩa là nếu mà như mình vào một cái công ty mới á, thì mình sẽ nhận được cái form này. Và thông thường á, thì cái người khi mà, có nghĩa là mình đã làm cái công ty đó rồi, mình nghĩ là ồ, ngay hồi lúc mà mình mới vô mình đã điền form rồi, bây giờ đâu cần điều chỉnh làm gì. Nhưng mà thực tế không có. Mỗi lần mình có một cái thay đổi gì trong cuộc đời của mình á, thì mình nên làm cái chuyện đó. Và các form này ở cái dòng số 3 và số 4, có nghĩa là cái step á, khi mà người ta nói là cái step số 3 và cái step số 4 á, thì ở đây Yến có nhìn thấy là cái dollar sign không? Bây giờ nó sẽ là số tiền. Có nghĩa là mình muốn claim bao nhiêu, mình muốn người ta withdraw, người ta withhold cái tiền của mình bao nhiêu thì mình bỏ vô đây. Thì thật ra theo như là thông thường á, khách của Thư mà tới văn phòng hoặc là làm việc với Thư á, và khi mà bọn Thư nhìn vô cái W2 á, nếu mà chỉ có W2 không á, nhìn vô là Thư đã biết là có bị nợ thuế hay không. Pay attention ở trên cái ô số mà federal withholding. Nếu như mà normally mà nó dưới 12% á, theo tổng cái cross income của mình là ô số 1 á, có nghĩa ô số 1 và ô số 2 nó sẽ related với nhau, nó có liên quan với nhau. Thì nếu như mà cái ô số 2 của mình á, mà cái con số ở đó mà nó thấp hơn 12% của ô số 1 á, là thì chuẩn bị tinh thần là mình có thể sẽ phải trả lại tiền thuế rồi đó. Tại vì for sure là mình đóng không có đủ, at least là mình phải đóng 12% đi, mình đóng 10 hoặc 12% cho nó an toàn. Và để tránh cái chuyện mà bị nợ thuế á, thì cái ô số 3 với ô số 4, step số 3 số 4 ở trong cái W4 hồi nãy nên bỏ không đi, để số 0. Tại vì giống như Yến nói, đúng rồi, cái số tiền họ giữ lại nhiều và mình cái tiền mà mình đem về nhà ít. Nhưng mà thật ra người nên nghĩ nhiều hơn chút, là nếu như mà cái tiền mà mình đem về nhà ít thì đương nhiên mình chỉ xài hạn hẹp trong cái số tiền mà mình đang có on hand thôi, trong tay thôi. Nhưng mà mình có thể save được cho future. Và anh biết đâu ví dụ đến gần tới cuối năm là mình có tiền đi vacation nè, hoặc là mình chuẩn bị cho summer hoặc whatsoever, hoặc là muốn sửa nhà hay là gì đó, thì nhận một cục tiền lớn nó vẫn thoải mái hơn là mình mình vẫn trả. Thì cho nên là xài trong budget, cố gắng là xài trong budget thì trong năm mình chịu khó xài. Cái đó mình bỏ con heo không? Yes. Thay vì mình tự mình móc tiền ra mình bỏ, xong rồi cái mình nói thí dụ như ngày 1 bỏ ngày 2 đó, thôi để đang cần xài này xài kia cái không bỏ, cái nó bị thiếu đi. Thì bây giờ nhà nước giữ giùm mình, đến cuối năm mình lấy lại mà đâu có xài đâu, lấy nhiều hơn nữa. Tự nhiên mình nhận được một số tiền lớn thì rất là vui vẻ, đúng không? Rất là vui vẻ, tại vì nhiều khi mình có nhiều kế hoạch cho cái chuyện mà nhận được cái cục tiền đó, happy đúng không? Đúng rồi. Exactly. Nếu mà như vậy thì đối với một cái người mà self-employed hoặc là contractor mà nhận 1099 thì thường là những người đó là tới cuối năm là họ phải đóng thuế rất là nhiều. Vậy thì có cái suggestion hay những cái tips, những cái recommendation nào để mà giúp cho họ giảm bớt thuế at the end? Tại vì bây giờ bắt họ đóng 10.000, 15.000 cũng đau lắm chứ bộ. Đau bụng đó, thì đó mình nói nhận cục tiền lớn nó vẫn là better hơn là mình trả tiền lại là một cái, hoặc là mình phải trả từng tháng. Thì như vậy với những người mà làm 1099 á, thì có hai cái ô cần phải để ý là ô số 3 và ô số 7. Nếu mà ô số 3 thì bạn may mắn là tại vì ô số 3 nó sẽ nằm vào trong cái other income của bạn, thì nó sẽ đi vô cái form mà 1040 của bạn. Có nghĩa là cái lúc đó thì cái phần mà của ô số 3 nó chỉ tính là thêm là một cái nguồn income khác thôi. ngoài cái income mà bạn đang có, nhưng mà sẽ vẫn tính thì nó là một cái nguồn income khác ngoài cái nguồn income của bạn đang có. Hoặc là bạn đang không có gì nhưng mà bạn nhận cái 1099 mà ô số 3, 1099 M miscellaneous mà nó có ô số 3 thì nó vẫn better hơn là nhận ô số 7. Lý do là tại sao? Có sự khác biệt. Yes, tại vì ô số 3 thì nó sẽ đi vào là cái nguồn income khác, cái nguồn thu nhập khác. Nhưng mà ô số 7 á, thì nó được tính là cái thu nhập của bạn. Mà bạn làm một cái công việc giống như là một cái người thầu khoán, một cái independent contractor với là cái đơn vị đó. Và như vậy có nghĩa là bản thân bạn là một doanh nghiệp, là một người tự doanh. Và nếu mà đã là một người tự doanh thì thật ra nó cũng có một cái lợi là như vậy. Có nghĩa là nếu mà trong cái quá trình bạn làm và bạn có một số cái chi phí cho cái chuyện đó, hoặc là bạn phải ví dụ như nhận 2-3 công trình cùng một lúc và bạn chạy từ chỗ này qua chỗ kia, thì nên giữ cái mileage từ cái chỗ ví dụ như từ chỗ A mình đến chỗ B á, thì họ không consider là cái nó không công nhận cái mile đó. Nhưng mà từ chỗ B qua chỗ C, rồi từ chỗ C qua chỗ D, rồi từ chỗ D qua chỗ E thì những cái đó sẽ được cộng. Nhưng mà từ chỗ E về nhà thì không nhận nha. Thì chỉ những người nào mà làm hồ sơ thuế và họ giống như thân thuộc với cái schedule C là dành cho cái người mà self-employed á, thì họ sẽ hiểu là cái đoạn nào mình được nhận, cái đoạn nào mình không được nhận. Tại vì bây giờ có cố làm rồi đến khi mà sở thuế họ bác đi á, thì mình nhận thư mình trả lại tiền thì cũng như vậy thôi, mất công mình thì làm đó làm chi, đúng không? Rồi cái đó là một. Cái thứ hai là những cái chi phí, ví dụ như trong quá trình mà mình làm như vậy mình cần mua cái thiết bị nè, rồi mình cần phải mua thêm một số cái vật dụng khác, ví dụ như gift tặng cho khách hàng hoặc whatsoever, những cái bất kỳ một cái gì mà liên quan tới cái việc kinh doanh, cái công việc làm của mình á, và liên quan trực tiếp thì mình vẫn có thể sử dụng nó thành một cái chi phí để mà làm. Tại vì đến sau khi mà các cross income của mấy bạn trừ các của các bạn tự doanh á, mà trừ đi tất cả những cái chi phí thì nó còn lại là cái net profit, cái lợi nhuận ròng. Thì cái lợi nhuận đó sẽ bị tính thuế. Và các bạn phải chú ý đoạn này là tại sao các bạn bị đóng thuế cao, là tại vì đóng tới 2 lần thuế. Có nghĩa là self-employment tax 15.3%. Lý do là tại sao 15.3%? Những người nào mà đi nhận W-2 á, thì bạn chỉ đóng phân nửa chỗ đó thôi, tại vì phân nửa còn lại cái người employer họ đóng cho mình rồi. Còn bây giờ bản thân mình là người tự doanh, mình không có employer, mình vừa là employer đồng thời là employee của mình, cho nên mình phải đóng 2 lần. Đã thành ra 15.3%. Thì nhưng mà nhà nước vẫn cho một cái quyền lợi nữa, có nghĩa là cái 15.3% đó khi mà đưa ra self-employment, ví dụ trừ hết tất cả chi phí, bây giờ 15.3% của bạn còn lại là 1.000 thì bạn phải đóng 1.000, đó là self-employment tax thôi. Nhưng mà khi mà bạn đóng 1.000 đó rồi á, thì được lấy 50% của cái tax đó mình adjust ở trên cái personal tax income, là trên cái form mà 1040 của mình. Và nếu mà không để ý thì mình nhiều khi bị miss cái đoạn đó. Thì cái đó nó chỉ là adjustment thôi, chứ nó không phải là giống như giúp mình giảm, mà có nghĩa là giảm đi một số cái chi phí của mình, thì còn lại thì bắt đầu lúc đó lại tính tax ở trên cái hồ sơ thuế cá nhân của mình nữa. Có nghĩa là một cái người mà self-employed là bị đó, lý do là tại bị tính 2 lần giá. Rồi cái thứ ba nữa là do là những cái người mà self-employed á, thì thường có những người mà W2 làm mà có cái W2 á, thì khi mà mỗi cái paycheck của mình ra là mình đã đóng thuế rồi. Nhưng mà cái người self-employed thì họ đâu ai làm chuyện đó đâu, nên cứ nghĩ là đến cuối năm thì đóng. Mà đến cuối năm thì đóng á, thì nhiều khi phải đóng một cục lớn thì cái đau lòng. Nhưng mà để tránh cái chuyện đó thì ví dụ như khi mà mình đi làm hồ sơ thuế, mình nói với cái người mà làm hồ sơ thuế cho mình á, là bây giờ tôi muốn đóng on the way. Ủa làm được điều đó hả chị? Estimate. Có nghĩa là estimate cái tax cho năm sau. Và mình đóng giống như là đóng trước. Ví dụ giống như là năm nay mình nhìn là cái thuế này, năm nay là nếu mà đóng mình phải đóng 10.000. Thì như vậy thì chia ra làm 4 quý, thì mỗi quý mình phải đóng 2.500. Nhưng mà do là mình đóng 10.000 nhưng mà mình không có thể mà giữ, tại vì nhà nước là nước nào cũng assume là năm sau mình sẽ better hơn năm trước, cho nên là nó phải tăng lên 110%. Có nghĩa là năm nay mình đóng 10.000, năm sau có thể mình phải đóng 11.000 hoặc nhiều hơn. Thì bây giờ mình cứ assume là ok, năm sau tôi đóng 12.000 cho nó chẳng thôi chứ không gì đó. Thì mình chia ra làm 4, thì mỗi một quý như vậy thì mình sẽ đóng trước 3.000. Và mình cứ làm một như vậy thì người ta sẽ làm cái voucher cho mình, xong rồi người ta sẽ có ngày cho mình, cứ đến ngày đến giờ đó mình lên đóng online, hoặc là money order, hoặc là whatsoever, check này kia nọ, thì mình đóng cái số tiền đó trước. Nó có lợi như vậy. Nếu mà mình đóng trước và đến cuối năm cái thu nhập của mình nó không tốt bằng năm ngoái thì có nghĩa là cái mức thuế mình phải đóng nó thấp hơn, thì mình được refund. Vẫn vui vẻ hơn là phải bỏ thêm tiền ra đóng. Đúng không? Nhận tiền về lúc nào cũng vui vẻ hơn là phải bỏ tiền ra. Thế là em chẳng thà là mình đóng từ từ như vậy, đúng rồi, ngán hơn là đùng cái nguyên một cuối năm cái mình phải viết một cái check 10 mấy 20 ngàn rất là nhiều. Xin lỗi Nam Yến, cái chỗ này là thật ra là do mọi người không biết là mình có thể installment. Có nghĩa là khi mà nếu như mà mình trong trường hợp mọi người bị đóng thuế thì có thể nói với cái người làm hồ sơ thuế của mình đó là bây giờ đóng một lần nhiêu đó tiền thì nó nhiều quá mệt và nó quá nặng, và sometimes là mình không có đủ cái tiền ngay tại lúc đó để trả, thì nên đóng installment. Thì installment cũng có thể chia ra là đóng mỗi tháng và dựa trên cái thu nhập của mình, dựa trên này thì cái bản thân cái người làm hồ sơ thuế họ sẽ hiểu là khi mà làm cái form installment như vậy thì mỗi tháng mình cần đóng bao nhiêu tiền thì họ sẽ làm cái con số cho mình, xong rồi mình cứ rồi họ có thể in cái voucher cho mình, xong rồi mình cứ vậy mình làm. Thì cũng như là mình đóng on the way, mình đóng trước thì đóng cái tiền thuế dự trù trước thì mình cứ lên online mình đóng cũng được, hoặc là thử ra lên online cách nó an toàn nhất lên online là nhanh nhất, an toàn nhất rồi, hoặc là mình order một cái menu order xong rồi, hoặc là gửi check theo cái voucher đó có địa chỉ này kia nọ của sở thuế, hoặc là của sở thuế liên bang, và hoặc là cả sở thuế của tiểu bang nữa nha. Nhiều người cũng bị nợ thuế, có người không nợ thuế liên bang nhưng mà bị nợ thuế tiểu bang, cũng là do cái mà withholding của mình nó không đủ, hoặc là cái thuế mà mình đóng trước nó không đủ. Thank you chị. Thời gian không còn nhiều, em muốn dành cái câu hỏi cuối cùng cho Mr. Richard. Mr. Richard, last question before we close the show. We know that the tax refund is so important to many families. Do you have any additional tips, any additional information that the audience should know? Well, the one thing that you should do is try and get your taxes done as soon as possible. But even if you do that, you have to know 82% of the families in California that have the earned income credit that we've talked about, those families, if they get the earned income credit, usually the federal government doesn't start processing those returns until after February 15th, and I've heard that they're actually not going to start processing those returns until the beginning of March. Oh, wow. But you still want to get your return done as early as possible, because that way it takes care of any issues in terms of any security issues, fraud issues, protecting your social security number. You know, we have the tax identity shield, something that you can get with H&R Block that protects your social security number. But, you know, one of the key things is doing it early and getting it done as quickly as possible to protect yourself and to get that refund process started. Thank you so much. Kính thưa quý vị, Nam Yến có hỏi ông Richard câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc show, đó là còn một cái điều gì mà ông muốn chia sẻ đối với cái mùa thuế năm nay. Thì ông nói đó là khai thuế càng sớm càng tốt, tại vì theo như cái thống kê mà H&R Block họ làm hồi năm ngoái đó là 82% các gia đình sẽ nhận được cái thuế trả lại, và thường thường đó thì cho dù là quý vị khai thuế trước thì nhà nước sẽ không có bắt đầu trả cái tiền lại, thông thường là vào ngày 15 tây tháng 2 trở đi thì họ mới trả thuế lại, và năm nay ổng nghe nói là phải cuối tháng 3 thì nhà nước mới bắt đầu trả cái số tiền đó lại. Tuy nhiên là ổng vẫn khuyên là mình làm càng sớm càng tốt thì mình không có cần phải lo lắng nữa, và đương nhiên là giống như lúc nãy ông cũng có nói là tìm một cái người mà có đủ kinh nghiệm cũng như là đủ cái sự hiểu biết để mà giúp cho quý vị về cái hồ sơ thuế. Thank you so much for being here today, and hopefully we can do more show to educate our audience about tax. I'd love to. Yeah, we love to, and especially thing I want to share with you guys that H&R Block have the upfront pricing. This means we are so transparency to the clients. So we no need to do the tax withdrawal if you are not happy with our price in advance. Thank you so much. Chị Phương Thư có nói là đối với H&R Block thì họ lúc nào cũng đưa ra cái số tiền mà họ sẽ tính cái công của họ đối với customer trước khi mà customer bắt đầu đồng ý khai thuế với họ, thì đó cũng là một cái hay, tại vì mình sẽ biết được là cái hồ sơ thuế của mình sẽ tốn bao nhiêu để mà mình khai thuế, tại vì mỗi một cái hồ sơ cái độ phức tạp của nó thì đương nhiên là nó sẽ có một cái phí nhất định. Thời gian đã hết, Nam Yến xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp, và chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần vào thứ Hai lúc 12 giờ trưa và thứ Tư lúc 2 giờ chiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Mến chào.